Rồi nha, tôi đếm 1, 2, 3 là vô nha. Ok, ok. 1, 2, 3, vô. Hay quá, đúng rồi. Đó, 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 quay vô, quay vô. Đó, cái rồi, rồi. Đó, 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 gợi cảm chưa, gợi cảm. Gợi, gợi lắm, gợi lắm. Gợi cảm chưa. Đúng rồi, đúng rồi, rồi, rồi. Đúng rồi. Ủa, cái gì như sắp ướp vậy? Lỗ gương mặt mình ra, đúng rồi, đúng rồi. Chưa nha, chưa nha, bây giờ tôi bắt đầu tôi trường nha. Tôi trường nha. Là tôi đi theo luôn hả? Đúng rồi, lia máy theo tôi, đúng rồi, đó. Bây giờ ông chịu khó nha, rồi. Tôi bò dít dắt nha, tôi bò dít dắt nha, là ông lia máy theo tôi nha. Rồi, rồi, rồi. Hay quá, hay quá. Đó. Trời ơi, chị ơi, chị ơi, trời ơi. Cái gì vậy, em đang lau nhà, chị giật cái cây lau nhà em chi vậy? Cái gì vậy? Trời. Hả? Gì vậy? Ê, gì vậy? Bà bị gì vậy? Ủa sao không quay nữa? Ai biết khùng điên quá sao quay? Làm trời gì vậy? Ôi, ông không có hiểu hả? Trời, tôi đâu phải con người đâu, tôi phải uống éo vậy đó nó mới ra. Ủa chị, chị hả? Nãy giờ chị là uống éo vậy rồi tự nhiên cái giật cái cây lau nhà, tao đang lau nhà từ ở trong toilet đi ra đây. Chị tính tưởng tượng cái này làm cái cột á, cái chị múa cột á giống người ta hay làm á. Trời, chị hay tưởng tượng quá à. Ủa mà chị làm vậy chi vậy? Có được gì không? Mệt không? Chị mệt không? Mệt đúng không? Đang quay quảng cáo. Luôn á, khổ đây ghê nè á. Mình nhớ cái clip đợt trước công ty BND không? Đó thì bây giờ là mình sẽ quay tiếp cái đoạn tiếp theo, mình về mình nói lại. Bây giờ quay cái sụt thô vậy nè, rồi về bỏ thêm effect vô và hiệu ứng vô cho nó hoành tráng lên. À là ý là quay mấy cái clip game gì á hả? Ôi mà làm thấy ớn mà làm quá chịu quá đó, tôi tưởng đồ chơi không á. Đồ chơi gì, đồ quay chơi gì nãy giờ tao làm thanh xà bạch xà đó. Không, em thấy chị không thanh xà bạch xà, em thấy giống con điên á. Ủa nghĩ sao mà lết vô trong kia lụm luôn cái cây này đứng múa, rồi người ta đi vô người ta nhìn mình sao? Tôi cũng có muốn vậy đâu, thiệt tình á. Bực mình ghê á. Nhưng mà bây giờ hả, kinh phí không có hạn thì mình phải dùng thủ đoạn vô biên thôi. Ông công edit lại cho tôi đi, rồi tôi gửi chú lọt coi. Nhưng mà thiệt luôn hả, nghiêm túc là sẽ gửi cái clip trường bò này cho chú coi hả? Chứ sao, đẹp mà trời. Tôi lo cho bà quá. Lo quá à, không biết kết quả làm sao nữa. Để coi, để chỉ ra coi sao chứ. Đây. Sunny, sao rồi? Rồi, cái mặt này là nhìn là thấy tới công chuyện rồi nè. Trời ơi, ngồi xuống, bình tĩnh lại. Ngồi xuống đi chị, sao vậy? Hả? Ổn không? Tâm lý ổn không? Thầy chưa nói rồi, cái clip dở ẹt à. Mày bà trường xấu nữa. Ừ. Chú Út nói sao? Chú Út lọt nói là tôi làm việc đối phó, làm mất uy tín của công ty. Thì đúng rồi, này đâu phải phim đâu mà có cú tweet là gửi lên cái là tao người ta tweet lại là có cái gì vui rồi, đúng không? Mà chị không nghe em. Thôi nghỉ việc vui vẻ đi. Nghỉ việc nào? Đó nè. Thư nè, Thư đuổi việc nè. Chú lọt gì gửi thư cảnh cáo tôi thôi. Trời, cái gì mà cảnh cáo hoài trời. Em đuổi thẳng cẳng luôn á. Ủa gì vậy? Không phải, nhưng mà không. Ý là sao mà... Trời thôi vậy là không, qua không được cái này rồi. Bây giờ ráng làm tiếp cái này cho nó dễ đi nha. Thôi ráng lên chị. Không, tôi quyết định rồi. Quyết định gì vậy? Sao quyết định gì chị? Tôi sẽ làm việc này. Việc là quan trọng. Làm gì nữa? Đó chính là tôi sẽ trả dự án này lại cho ông Mạnh. Nghiệp ghê. Trời ơi. Trời, bây giờ tự nhiên cái công chuyện của tôi bị đổ ra rồi tày hoài một đống vậy, rồi sao tôi biết sửa lỗi và sửa sai bây giờ? Thôi đi, giờ anh giúp chị đi chứ chị cũng hết cách rồi chứ bộ. Hết cách gì? Tôi mới là người hết cách đây nè, tôi cho chị cơ hội chuộc lỗi chứ không biết tận dụng cái cơ hội đó. Bây giờ chị làm cho tanh banh cái cơ hội đó luôn. Ủa mà sao? Cái này lỗi tại ai? Lỗi tại ai thì người đó tự lo, tự nhiên xâm vô làm chi rồi bây giờ gánh trong người rồi la. Ủa anh? Em đang cho cái cơ hội đó Sunny chuộc lỗi cái lỗi lầm cho cái công ty mình là coi như là trao cơ hội. Mà bây giờ Sunny á quậy đục nước luôn, bây giờ kêu em sửa lỗi sao mà bắt mình đang gánh đâu kìa vậy? Thì giờ em thấy không, bây giờ là có lỗi hay là thêm lỗi? Không, nhưng mà cái đó là em không phải lỗi hoàn toàn của em.
Bây giờ tự mọi người đổ lỗi cho em trơn, bây giờ em biết giải quyết sao? Thì chuyện này là chuyện do em làm, em tự muốn, em tự rinh nó cho người. Thì em tự hốt đi. Cứu tôi gián này, trời chết rồi, chứ tôi bị đuổi không thi. Ai kêu chưa đó, được, có chưa đây. Bây giờ ăn trưa rồi mấy đứa. Ủa này, ăn gì, ăn gì? Chị mua cho y như cũ hả? Trời ơi, chị Năm ơi, bây giờ đầu óc tâm trạng đâu mà ăn uống giờ này nữa chị. Trời ơi, em ơi, sao nó vậy được em? Có người sống mà làm gì, sống mà để ăn, hiểu chưa? Mình ăn uống cho cái người mình nó đầy đủ chất dinh dưỡng ha. Rồi cái não mình nó hoạt động, mình thông minh hơn, hiểu chưa? Trời ơi, Năm ơi, bây giờ ai cũng bận rộn công việc, rối đầu hết trơn. Năm ăn uống gì nữa Năm? Em nghĩ vậy luôn, mỗi lần gặp chị bắt ăn gì, bắt ăn, bắt uống. Ăn ngộ ha. Công ty này bỏ tiền mướn tôi để lo chăm sóc cho mọi người từ việc ăn, việc uống. Mà bây giờ tôi hỏi mà mọi người tôi chăm sóc, quan tâm mà mọi người nói tôi là sao? Vậy công ty này muốn đuổi tôi à? Hả? Chuyện giờ đầu óc căng thẳng lắm chị ơi. Bây giờ cái chuyện lớn lắm chứ không phải đâu mà ăn uống hoài. Nè mấy đứa suy nghĩ đi ha. Bây giờ thí dụ như mình không có tiền ha, thì mình đi mua, có người ứng tiền cho mình á, mua đem về cho mình ăn. À, rồi thí dụ như rồi tới cuối tháng mình lại được cả hoài, lại. Ăn hoài, cuối tháng đã tiền không có mà chị cứ ăn hoài đó. Chị thích cho mọi người thiếu tiền chị lắm hay sao? Thì đó, chị nói mọi người không có tiền, chị ứng ra cho mọi người mượn tiền. Khoan chị Năm. Sao? Cho em hỏi vậy nha. Ví dụ nếu bây giờ á mà mình ứng tiền ra trước đi. Mình mua cái món đồ ăn đó mình cho họ ăn. Mà lỡ mình đem lại mà họ không thích thì sao? Dở quá à. Khi mình mua mình phải biết đánh trúng vào đối phương là họ thích ăn cái gì. Đó, em thích cái món gì đó mà người ta đem tới, chưa đem tới nghe từ xa nghe cái mùi là em tới trời ơi, nước miếng nó chảy đầy họng là làm sao ta bỏ qua được, hiểu chưa? Có nghĩa là đánh trúng điểm yếu của họ. Đúng. Hình như nó đang mở ra một cơ hội sống cho cả công ty này mà cơ hội sống của em nè Năm. Ê khoan, mấy đứa nói vậy là công ty mình sắp mở ra một cái nhà hàng ăn uống hả? Trời ơi. Thấy không? Trời ơi Năm ơi. Nó đang bàn công việc á Năm. Không phải, có nghĩa là cái ý của Năm hồi nãy đưa ra trên cái chuyện, cái nền tảng là cái chuyện ăn uống thôi. Nhưng mà khi nó nói ra tự nhiên là nó tụi em lại áp dụng vô cái công chuyện xoáng ra, chị Năm mà nói nghe nè. Thôi bây giờ chị thấy chị đầu óc chị thông minh dữ lắm. Bây giờ mấy đứa đang buồn bực phải không, chị sẽ đi mua đồ ăn cho mấy đứa y như cũ phải không? Chờ tôi nha, trời ơi, không nhận tôi hay thiệt mà Năm bạn ơi, tôi phục bà luôn á. Bây giờ hiểu chưa ông Vũ? Hay nha Năm, hay á. Có nghĩa là bây giờ cái dự án của mình ùa tiền ra mình ứng trước đi, rồi sau đó mình đưa cho khách hàng, họ hài lòng, họ chấp nhận thì họ trả tiền cho mình. Chính xác. Biết đâu mình làm đúng ngay điểm yếu của họ, đó, ngay cái khoái của họ, họ đi chi nhiều hơn rồi sao? Và sau đó họ sẽ mua lại cái quảng cáo đó và sẽ bù lại tất cả những tổn thất của công ty B&D. Trời ơi, hay quá. Yeah. Mà cái quan trọng là bây giờ lấy tiền đâu lạ? Dạ. Thì tiền anh giữ, anh nhìn em. Lại là anh. Thì đó. Thôi, Năm đến ý trời gì đó. Thì sao cưng? Năm. Sao? Năm còn tiền không? Dĩ nhiên. Em muốn ứng ra để em làm dự án, em giúp công ty á. À, dự án cho công ty chứ gì? À, đúng rồi. Ủa chị cũng nghe. Ủa em hết tiền rồi hả? Sao chị nghe nói em mới trúng số? Nhắc tới chuyện trúng số nó buồn trong bụng. Dạ vậy? Cái chuyện cái cồn của em chị nhớ không? À. Cái cồn.